Xin chào tất cả các bác. Nay review một cái dòng dao cũng không phải là mới, chẳng qua là model mới thôi, còn tên thì tên cũ. Đây là dòng dao Soso của hãng Kai. Để cho các bác xem cái bộ mới của nó nhé. Rất là hay. Đây là cái bộ này mình đã đang trưng bày ở cửa hàng đây. Đây là chiếc dao nó kiểu là vừa lai giữa phay với cả santoku đúng không? Đấy, nhưng mà nó gọi là Chinese. Đấy, dao Chinese. Đây, ở đây có cái phần lưỡi của nó, các bác có thể thấy là cái nó có những cái vết khắc ở đây. Đấy, vết vát ở đây thì là nó giúp cho cái thực phẩm. Cái này là nó hơi lõm vào nhá. Thì nó giúp cho là cái việc thực phẩm khi mà cắt nó sẽ không dính vào lưỡi dao. Đấy, đây là chiếc dao phay của nó này. Tay cầm đây là chiếc gọi là dòng này thì dòng liền khối. Tay cầm thì được đúc thẳng với cả thân dao luôn. Và tay cầm thì là được khắc lõm như này để giúp tạo sự gọi là ma sát, cầm không bị sợ bị rơi. Ở trên dao thì được các chữ Sekimagoroku này, dòng Soso này. Đó. Và bên này là Kai Made in Japan từ năm 1908 nhé, Kai từ năm 1908 cơ, là tính ra là được 112 năm, 110 năm nay là 113 năm ấy, kinh hoàng. Đó, đây là chiếc Chef, đây chiếc Santoku, đó và chiếc này là chiếc Santoku, nhưng mà Santoku này cũng có một cái đặc trưng hơn, đấy là nó sẽ được vát lõm ở bề mặt dao như này. Thì giúp cho chúng ta khi mà việc cắt thực phẩm nó sẽ không bị dính vào dao. Đó, một cái chi tiết rất là nhỏ thôi nhưng mà cũng tạo cái sự thoải mái cho các bác, đặc biệt là ví dụ như khi cắt dưa chuột này hoặc là cà chua, đúng không ạ? Rất hay bị dính vào lưỡi dao, nếu mà chỉ lưỡi dao chỉ như này thì là nó sẽ có thêm một chút gia công như này nữa, thì nó sẽ giúp cho cái việc gọi là tránh cái việc thức ăn nó dính vào dao, rất là tiện. Và đây là chiếc Petty. Đó. Rất là đẹp. Nói chung là cái dòng Soso này thì cũng bán rất là chạy. Ở đây mình có chiếc dòng Soso cũ để so sánh với các bác đây. Đây là chiếc dòng Soso cũ này. Của từ năm ngoái. Đó, thì có thể để cạnh hai con dao cạnh nhau nhé, để cho các bác thấy được cái sự khác nhau nhé. Đây, Petty. Đó, cái hai chiếc, đây là dòng cũ, đây là dòng mới. Thì cái dòng mới này, cái tay cầm của nó sẽ được thuôn đi rất là nhiều. Thuôn hơn rất là nhiều so với dòng cũ. Cũ thì hơi dày. Đó, nhưng mà đối với những ai tay to thì lại thích cầm cái dòng này hơn. Đó, còn những ai mà tay nhỏ hoặc là muốn gọi là con dao nó vừa vặn hơn thì có thể là nghiên cứu cái dòng mới này. Rất là hay. Đó, thì để mà trải nghiệm được các sản phẩm của bên mình thì rất là mong các bác dành thời gian để đến trải nghiệm tại các showroom của Katana tại Royal City hoặc là tại Yomon Hà Đông, để các bác trực tiếp trên tay sản phẩm, trải nghiệm để có được cái cảm giác cầm nắm tốt nhất cho chiếc dao mà mình sử dụng hàng ngày. Nếu có thắc mắc gì xin các bác comment ở phía dưới video này hoặc là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 083777 8386 hoặc là vào Facebook cũng như website của bên mình để có thể nghiên cứu thêm các sản phẩm khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video sau.